Faker pick chăn đố Dimit, đồng đội lập tức thể hiện thái độ. Gần đây, Faker đã thường xuyên leo rank trở lại và anh vẫn giữ phong cách chỉ chọn tướng mình thấy thích, không quan tâm quá nhiều đến meta hay lối chơi chung. Tất nhiên, với một tuyển thủ tài năng như Faker lại có bề tướng rộng, việc anh chơi tướng nào trong rank không thực sự quá quan trọng. Nhưng có lẽ đồng đội của anh không nghĩ thế. Mới đây, sau khi thấy Faker chọn Trundle, ngay trong khung chat, không ít đồng đội đã thể hiện thái độ chán ngán thấy rõ. Thậm chí có người còn khẳng định, chuẩn bị mất 15 điểm rank. Rõ ràng, việc Riot cho phép người dùng đặt tên giống nhau đã khiến nhiều người không biết đâu là thật, đâu là giả và không nghĩ rằng hai Onbush đang chơi với mình đây chính là Faker hàng hiệu. Điều này khiến dân mạng bật cười và ngóng chờ gương mặt của game thủ kia khi biết mình đang chơi với đường giữa hay nhất thế giới. Trên thực tế, với nhiều tuyển thủ, việc leo rank không phải để troll hay phá game nhưng họ cũng không thực sự quá try hard. Nhưng riêng Faker, anh luôn thể hiện thái độ nghiêm túc mỗi khi chơi bất kỳ tựa game.